Người có phước hay không nhìn bốn điểm này là biết. Quý vị thân mến, người có phúc không cần bận rộn, còn người không may thì đau lòng. Ở đời, chúng ta ai cũng ghen tị với người có phúc. Họ sống cuộc sống giàu sang, gia đình tốt, con ngoan, có tiền và có địa vị trong xã hội. Phúc không phải miếng bánh trên trời rơi xuống, mà là nhân quả do lời nói và việc làm. Một lòng một ý của chính mình, nhân sinh là thiện ác hữu báo, ruộng phước là tự gieo. Cuộc đời của mỗi người đều là nghiệp chướng của chính mình. Bạn làm gì với cuộc đời sẽ trả lại cho bạn. Người làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái được vẻ đẹp của cuộc đời. Người chơi trò chơi trong cuộc đời, cuối cùng họ tự chuốc họa vào thân. Một người có bốn dấu hiệu tốt lành này phải là một người có phước. Bạn có bao nhiêu? Cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. 1. Từ bi và nhân ái. Người từ bi và tốt bụng, tràn đầy tình yêu thương với thế giới, có thể đối xử tử tế với bản thân và người khác. Nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này, có tâm tốt, có việc làm tốt, chắc chắn sẽ mang lại phước lành cho cuộc sống của họ, có phúc báo tốt. Thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo. Một người khi sống và làm việc trên cõi đời này đều có thể lấy thiện làm điểm xuất phát. Biết nghĩ đến người khác, đồng cảm với người khác, giúp đỡ người khác, hy sinh lợi ích cho người khác, người tốt sẽ được đền đáp. Bạn đối xử với người khác như thế nào, người khác sẽ đối xử với bạn như thế đấy. Có danh tiếng và được nhiều người biết đến chính là phúc khí của một người. Người có lòng từ bi nhân hậu sẽ có lòng từ bi bi mẫn, có thể thực hiện lòng nhân ái đến cùng là điểm lành cho người. Một niệm nhân lành, dù phước chưa tới, tai họa đã xa. Một niệm ác, tai họa chưa tới, phước còn xa. Sống là làm việc thiện, đừng lo tương lai. Nếu có thể từ bi nhân ái, bạn sẽ sống bình an. Ngước trời, lạy đất, tâm an lành, ắt được phước lành thành tịnh. 2. Tìm kiếm may mắn và tránh những điều xui xẻo. Không có chuyện tốt xấu mà con người do chính mình mà đến. Sống là đi tìm vận may cho mình. Ai biết cầu may, tránh vận rủi là người phúc khí. Phúc khí trong cuộc sống, bất kể thời điểm nào, đừng đặt mình vào tình huống nguy hiểm, cho dù là đối phó với con người hay về mặt an toàn, về thể chất và tinh thần, thì việc một người có thể tự bảo vệ mình một cách khôn ngoan và đặt an toàn lên hàng đầu là một sự lựa chọn sáng suốt. Cuộc đời mỗi người đều đầy rẫy những ẩn số và bất trắc, không ai biết trước được điều gì, ngày mai hay tai họa. Nếu bạn có thể thận trọng tìm kiếm vận may mà tránh vận rồi, hãy tự giúp mình, rồi ông trời sẽ giúp bạn. Bạn sẽ gặp may mắn và thuận buồm xuôi gió. Trong cuộc sống, con người có lòng tự biết. Đôi khi đối mặt với cuộc sống, bạn phải học cách nhẫn nhịn và nhượng bộ, lùi một bước và chịu đựng, một khoảnh khắc bình tĩnh. Chỉ bằng cách đó, bạn mới có thể bảo vệ chính mình. Người quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, và hòa bình là điều may mắn. Người không biết trời cao đất rộng, kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện, thường chuốc lấy tai họa cho mình. 3. Một thái độ lạc quan và tích cực. Một người có thể có thái độ tích cực, tràn đầy năng lượng tích cực, đối mặt với cuộc sống của mình một cách lạc quan và tích cực, và luôn tươi cười dù trong hoàn cảnh nào, đó là điểm lành và nhất định sẽ mang lại may mắn cho cuộc đời anh ta. Cuộc sống có bất toại nguyện, nhưng không có gì sai với người khác. Dù cuộc đời có bất hạnh đến đâu, bạn cũng phải tin rằng ngày mai sẽ hạnh phúc. Hãy lau nước mắt, thắp ngọn đèn cho đời, soi sáng con đường của chính mình. Hãy lạc quan và tích cực, để sống sẽ làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy hy vọng và ánh nắng. Cuộc đời không ai là thuận buồm xuôi gió, thăng trầm là cuộc đời.
Trong khúc quanh của số phận, chỉ có những người không chịu khuất phục mới có dũng khí vượt qua tất cả và quay trở lại. Có thể sống lạc quan và có thái độ tích cực là thái độ sống đúng đắn. Điều này sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống tốt đẹp và phước lành. 4. Tù thần. Tiết độ dùng để giữ gìn sức khỏe, tiết kiệm dùng để tu dưỡng đạo đức. Phúc thật sự của một người là từ tu thân, nghiêm khắc tự kỷ luật bản thân, tự kiểm điểm lỗi lầm, sám hối hành vi của mình. Nếu một người có thể tu thân và tu tính, đó là điểm lành của chính họ và sẽ mang lại phúc lành cho cuộc sống của họ. Người không phải thánh nhân có thể không có lỗi lầm, biết sai lầm, có thể đề cao rất nhiều. Một người có thể không ngừng tu dưỡng bản thân, bỏ ác theo thiện, có nhân cách tốt, có thể tu tốt, khiêm tốn, khoan dung và độ lượng với người khác, hạ mình xuống để mình có một trái tim chân chính và nhân hậu. Đó là một người bình an trong tâm hồn và là phước lành thực sự của một người. Thước ngắn mà tấc dài, ai cũng có khuyết điểm sai lầm, có chỗ không bằng người. Tu dưỡng đạo đức chính là chấm dứt những nhược điểm của bản chất con người và sửa đổi hành vi không đúng đắn của mình để có một cuộc sống tốt đẹp. Nếu bạn thực sự làm tốt đạo đức và nhân cách của con người, phước lành sẽ tự nhiên đến. Số phận là do mình, phúc là do mình tìm. Người có thể từ bi thiện lương, cầu phúc tránh dữ, sống lạc quan tích cực, có thể tu dưỡng đạo đức chính là điểm lành của bản thân. Nó chắc chắn sẽ mang lại may mắn và phước lành cho chính mình. Quý vị thân mến, ai cũng mong có được cuộc sống bình an hạnh phúc. Theo nhân tướng học, nhìn 5 điểm sau đây là biết ngay số mệnh của một người có tốt hay không. Cùng theo dõi bài chia sẻ và suy ngẫm quý vị nhé. 1. Đôi mắt. Tôi thường nghe mọi người phàn nàn rằng cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc, công việc của họ không suôn sẻ, vân vân. Mỗi ngày tôi chỉ nhìn vào những khuyết điểm của người khác và tôi luôn cảm thấy rằng chính người khác mới là người sai, nhưng tôi không phản ánh xem mình có sai hay không. Có câu trên đời không bao giờ thiếu cái đẹp, nhưng đôi mắt biết tìm cái đẹp thì lại thiếu. Đôi mắt cho phép ta nhìn thấy mọi thứ trên đời, giống như mùa xuân, ta có thể nhìn thấy muôn vàn động thực vật. Tất cả đều mở to đôi mắt ngái ngủ, ngọn cỏ vô tình ló ra khỏi nền đất ẩm ướt, núi non như sống lại, khoác lên mình tấm áo xanh, những bông hoa đủ màu đua nhau khoe sắc, hoa anh đào bên sông bị gió xuân thổi bay, những cánh hoa rơi lả tả trên sông đẹp làm sao. Nói cách khác, nếu bạn có thể nhìn thấy công lao và sự đóng góp của người khác và nhìn thấy rất nhiều điều đẹp đẽ trên thế giới, bạn sẽ tràn đầy lòng biết ơn và cuộc sống của bạn sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. 2. Miệng. Có một câu ngạn ngữ rằng một lời nói ấm áp giống như nhỏ một hai giọt nước hoa lên cơ thể ai đó, giống như một đóa hoa sen thanh mát và tất cả mọi người đều tràn ngập niềm vui. Ngược lại, tai họa từ miệng mà ra. Nếu miệng cứ nói xấu, nói lời thị phi và nói những lời chửi bới thì vận may sẽ sớm bị tiêu tan. Vì vậy, hãy giữ một trái tim nhân ái, đừng nói chuyện đúng sai của người khác và tích lũy phước lành cho bản thân qua lời nói. 3. Tai. Chúng ta biết rằng trong giao tiếp giữa người với người, lắng nghe chiếm một phần rất quan trọng. Một người có thói quen lắng nghe tốt sẽ không gặp trở ngại trong giao tiếp với người khác. Một người biết lắng nghe sẽ tin rằng người kia có khả năng tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Giao tiếp bằng mắt trong khi lắng nghe để khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng, lắng nghe từ quan điểm của đối phương và đưa ra phản ứng tích cực có thể khiến đối phương cảm thấy được thấu hiểu và được hỗ trợ về mặt tinh thần. Chúng ta phải hình thành một thói quen lắng nghe tốt, lắng nghe tiếng nói của thế giới, tiếng nói của người khác
và tiếng nói của chính mình. 4. Tay chân. Tôi thường thấy các tin tuyển dụng nói rằng họ là những người chân thành, siêng năng, năng động và cẩn thận, tận tâm và có trách nhiệm, chịu khó, cầu thị và trung thực. Làm người và làm việc gì cũng cần có đôi tay, đôi chân siêng năng. Nhiều khi chúng ta khóc lóc thảm thiết và mệt mỏi những người thành công đó còn làm việc chăm chỉ hơn chúng ta gấp trăm lần. 5. Độ lượng. Sự thịnh vượng và giàu có trên thế giới không phải do cạnh tranh mà có được, mà là nhờ đức hạnh và hành động tốt. Như có câu, sống chết có mệnh, phú quý đều tại trời tính. Lại có câu nói khác, mạng sống của ta do ta làm ra, hạnh phúc là do lòng ta. Thực ra, hai câu nói trên không mâu thuẫn. Vận mệnh an bài theo công của con người, được và mất đều có nhân quả. Nhưng nếu con người biết tỉnh ngộ, từ đó mà chăm chỉ tu nhân tích đức, thì có thể giảm bớt nghiệp chướng, tăng phúc báo, thậm chí có thể thay đổi số mệnh.